Hi, chào các bác nhá. Vâng, các bác nào mà bảo bên em Bugi Auto là chuyên bán tải tại miền Bắc và lớn nhất miền Bắc thì cũng đúng rồi các bác. Bên này em nhiều lắm. Bán tải nhà em thường thường có tầm khoảng 30 đến 40 đầu xe, có lắm lúc có thể lên đến 5 60 đầu xe luôn các bác nhá. Thế nên là các bác nào mà yêu thích cái dòng bán tải thì cứ gặp em Bugi Auto. Đây, em sẽ cho các bác xem những mẫu xe đang có mặt tại bên nhà em Bugi Auto ngày hôm nay. Hôm nay là ngày khá là nắng muộn và con này đấy, xe rất là đẹp luôn. Đầu tiên là một chiếc Forerunner bản máy 2.2 2016 nhập Thái bản XLS số tự động nhá. Số tự động một cầu. Xe cực đẹp nhưng con này giá lại rất rẻ. Vâng, chỉ 555 triệu đồng con này. Đấy, bán tải nhà em rất nhiều luôn. Đã độ 6 quả bi gầm và bi pha luôn các bác nhá. Bên này là một chiếc Forerunner bản quay chắc 2010 máy dầu 2.5. Số sàn 2 cầu. Đấy, biển 29C69973 và con này thì đang bán là 308 triệu đồng. Một chiếc Forerunner 2017 máy dầu nhập Thái bản 2.2 số sàn. Vâng, biển 25C02727 thì em đang bán là 535 triệu đồng. Đấy. Còn một chiếc Mitsubishi Triton 2017 biển 88C20751 thì con này là bán cũng hơn 500 các bác nhá. Đấy. Chiếc Ranger này thì khách đã cọc rồi và bây giờ thì em đang chờ rút hồ sơ thôi. Một chiếc Ranger 2015 máy dầu nhập Thái một cầu, con này bản số tự động nhé các bác nhá, form cực đẹp luôn. Biển 35C1159 thì em đang bán cái giá là 485 triệu đồng các bác nhá. Đấy. Thế còn chiếc Nissan Navara cực đẹp bản turbo 2.5 TDI. Vâng, con này là hai cầu, số sàn thì đời 2017 đăng ký 2018. Full kịch đẹp rồi. Thì chiếc xe này đang bán với giá 525 triệu đồng. Đấy, bán tải nhà em rất là nhiều nhá. Và con này vừa về đây. 14C262626. Vâng. Một chiếc bán tải rất là đẹp đời 2014. Con này là bản quay chắc 2014 3.2 2 cầu các bác nhá. Vâng, và chiếc xe này thì bên em đang bán với cái giá là 545 triệu đồng chiếc xe này. Đấy. Còn bác nào mà thích Mazda BT50 thì bên này nhà em có một chiếc bản 3.2 màu vàng cát. Vâng, chiếc xe này thì cũng về được 2 hôm rồi. Một chiếc biển 23C03800. Mazda BT50 đời 2013 máy dầu nhập Thái bản 3.2 giá là 448 triệu đồng các bác nhá. Đấy, xe cực đẹp luôn. Tất cả xe ở bên em thì báo cam kết cho bác test hãng thoải mái nhá. Vâng, hai bên này là có một chiếc Isuzu D-Max bản 2009 máy dầu một cầu số tự động các bác nhá. Con này thì em đang bán cái giá hơn 315 triệu đồng. Vâng, 315 triệu đồng chiếc Isuzu D-Max màu nâu này. Thế còn bên này là một chiếc Forerunner XLS 2013 máy dầu bản 2.2 số sàn bán giá 408 triệu đồng. Một chiếc Forerunner bản XL 2008 một cầu gầm thấp thì con này đang bán giá 210 triệu đồng. Nissan Navara LE 2013 máy dầu nhập Thái bản 2 cầu số sàn biển 29H48025 thì đang bán với giá 379 triệu đồng. Isuzu D-Max 2011 máy dầu 3.0 số sàn thì con này một cầu biển 29C15118 con này đang bán giá là 325 triệu đồng nhé các bác nhá. Đấy, vâng, rất nhiều xe cho các bác lựa chọn luôn. Forerunner XLS số tự động một cầu bản 2.2 2014 cực đẹp biển 14C10564 thì con này đang bán 445 triệu đồng. Đấy, chỉ 445 triệu đồng con đấy các bác nhá. Isuzu Hilux thì Toyota Hilux thì khách đã cọc rồi. Forerunner quay chắc 2009 bản nhập máy dầu 2.2 số sàn. Con này thì biển 23C04318 và con này thì đang bán với giá là 315 triệu đồng. Triton 2011 máy dầu 2.5 số tự động 2 cầu biển 14C0641 thì con này đang bán giá 358 triệu. BT50 2016 máy dầu 2.2 số tự động biển 15C24414 thì 475 triệu. Còn chiếc Triton này thì đời 2011 máy dầu 2.5 số tự động thì đang bán 365 triệu các bác nhá. Đấy, rất nhiều bán tải tại bên em Vũ Diêu Tô. Và các bác nào mà quan tâm thì mời các bác qua cửa hàng tại
Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng nhé. Cảm ơn các bác.